có một cặp vợ chồng này sống với nhau mà buồn giận nhau nhưng mà thương nhau nghĩa là thương hẳn quý vị thương hẳn hẳn thương nó lẫn lộn lúc mà sống với nhau thì giống như ghét nhau lắm giống như hẳn nhau lắm nhưng khi ông chồng ông đột quỵ ông chết bất tử bà vợ bà đau khổ cung tột bà nói nếu như bây giờ ông sống lại thì tôi sẽ chiều ông hết tôi như thế nào tôi cũng chiều ông mà tôi sẽ lo lắng cho ông chỉ cần ông sống lại như thế có người ta thường bị cái bệnh chuyện đã rồi thì mong muốn quay trở lại nên mình nhờ nghe phật pháp hồi nãy áp dụng được trong cái cuộc sống của mình là bản thân mỗi người chúng ta khi còn được sống bên nhau mình nên trân quý và nên sống bằng một cái tấm lòng chân thật nhiệt tình thương yêu nhau quý nhau lo lắng cho nhau bằng một cái tâm chân thật giống như trong chùa có một cặp vợ chồng già thương nhau lắm nhưng mà làm bộ dặn nhau có một lần những đức đưa cái ông cụ này vô vòng hữu niệm xong nhà đức nói chuyện với ông cụ này nhà đức nói bây giờ ông nghe lời những đức kiểm tới coi bà vợ ông có thương không, không nghe ông vô vòng hữu niệm ông nằm rồi những đức qua như đức báo cho bà rằng ông chết rồi tại thường á không có nói chuyện với nhau ghét nhau thử coi bà có thương ông không nghe nhưng mà ông nằm im gu nghe chưa Rồi xong như Đức sắp xếp Mình muốn cho Họ giải quả nha Rồi xong rồi Cho ông vô vòng quân điệu Ông nằm lấy cái của ông mình quân minh đắp lại Rồi như Đức qua đứa nói Bà cụ ơi ông cụ lúc còn sống thì bà rất là ghét ông nhưng mà thôi giờ những đứa cũng báo cho bà cái tin này ông hồi tối ông yếu đưa vòng hôn niệm Hồ niệm ông mày ông vừa mới chết rồi bà cụ tự nhiên bà sững sốt đứng đứng sững lên rồi bà đi nghi 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 đi nghi ngã nghi ngã nghi ngã tay tay bà cụ bà bị gì bà cụ bà thường ngày bực bội ông lắm mà ông chết phước cho rồi để phước mắt nhé thì tự nhiên bà khóc hòa lên thầy ơi thầy thầy ơi tuy con gì nhưng mà con đâu có ghét ông đâu thầy rồi kể lễ tạo khóc lóc kể lễ mà từ ở bên mà cái vòng hộ niệm đó mấy trăm thứ mà bà lết không lết 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 có vòng hộ niệm rồi xong á gần tới những đứa chặn này đứa nấy bà gì mà 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 vô cái chỗ ông chết làm phiền ông không có được nhào 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 nhào, nhào vô lết và khóc la xong như Đức hỏi bà nếu ví dụ như bây giờ mà ổng mà có cơ hội sống lại bà làm sao xong bà nói là con không bao giờ nói ông một câu gì hết con sẽ tha thứ cho ông hết vợ chồng sẽ hài hòa lại nhau này kia rồi xong rồi những đức nói bà hứa một trăm phần trăm phải không dạ con hứa thầy chỉ cần làm sao sống lại thì con có buồn dặn hẳn chắc gì ông hết chứ giải hòa với ông xong nhà Đức nói bây giờ sao mà làm cho ông sống lại được bây giờ nè bà vô trước cái xác ông chết chùm mình của ông Minh rồi vô bà nói đi rồi xong cái vô cái dịnh mà không thôi bà nhào vô bà chụp ổng chụp ổng đây thọt ác ổng nhộn cừ lên cái bể số nên là đứng cách phản cả hai thước bà kể lệ Xưa vợ chồng mới quen nhau, biết nhau, gì sống với nhau Có mấy mặt con và kể lễ tờ bà Kể lễ và nói rằng ti tu vậy nhưng tôi thương ông lắm rồi bà nói hết trơn Thế thảm lắm Chỉ cần ông sống lại đi Tuy mỗi ngày không nói chuyện nhưng mà gặp ông thì cũng ta cảm thấy vui Nhưng bây giờ ông đi rồi Thì một mình tôi sống tôi đau khổ lắm Đủ chuyện chứ Thấy không Nó nên gọi là hận mà thương Thương mà hận làm bộ vậy đó nên qua câu chuyện này nhắc những con người mà sống với nhau mà có được sự đụng chạm mà không chịu cỡ mở ra liền đúng là cái bị dại khờ trong kinh vô lượng thọ nói từ cái tâm quán hẳn đó khi chết đi nó thành đại quán đại nghiệp đại quán đại nghiệp phải quá giải lúc còn sống Thì khi bà kể lễ hết trơn việc Xong rồi Như Đức làm bộ lễ chấp tay Như Đức niệm Phật về cốc Tự nhiên ông hước hước lên Tại trước thời gian Như Đức nói với ông rồi Hước hước mấy cái Cái bà lỡ bà, bà mừng rỡ vô cùng Từ đó về sau bà với ông Thuận hòa nhau luôn Thấy không Đó cũng là một phương tiện Để kiểm định qua Cái tâm của họ Thật sự họ thương quý vị là, là bộ hạng thù mà khi chết rồi Thì cực kỳ hối hận nên có người ta tại sao không chịu Lúc bình thường mình sống Mình không chịu quá giải những cái hận thù đi Lúc còn sống quá giải là quá giải nghiệp Để chết rồi thành đại thù, đại hận Và đại nghiệp Đời đời cái kiếp đọa lạc trầm luôn không? Nên có những người cái tâm lượng họ nhỏ quá quý vị Nên đời họ khổ hoài Có những câu chuyện những đức dựa vào những câu chuyện kể người ta mà những đức giảng ra vì sao vì cái đó là thế gian pháp mình giảng ra để cho người ta tiếp nhận phật pháp nhưng họ có nhiều người thì họ nói rằng thầy thầy, thầy, thầy đừng nói cho công chúng nha có mắc cỡ lắm bởi vì cái tâm cực kỳ hẹp hòi ích kỷ luôn. trong khi cái buổi giảng như đức không biết bao nhiêu người nghe mà nói làm như là giảng cho một cá nhân họ nghe bằng cái tâm ích kỷ nhỏ mọn nên cái tâm đó đó quý vị nó khổ đau hoài mình không biết rằng cái câu chuyện của gia đình mình cái câu chuyện cuộc đời mình nó dính bao nhiêu con người ở cái cõi đời này chưa đâu phải là cá nhân mình đâu tâm lượng nó quá hẹp hòi nên khổ đau chuyện miên không dứt là phải rồi cái tâm nhỏ người nó ngu si nó không cởi mở được cái ngã nặng nề nên làm sao tiếp nhận phật pháp được làm sao tiếp nhận cuộc Pháp được Người ta giảng người ta có hài tên hài tuổi mình gì đâu Chỉ là một cái câu chuyện người ta kể Để cho nhiều người làm nền Để mà người ta nhận thức thấy dân Dính ngay người ta Để người ta cỡ mở người ta sửa được Thì câu chuyện của mình cũng là một phương pháp Để giúp cho người ta lìa khổ được vui Mình cũng có phước duyên Dù như giờ mình tặc nguyện đi Người ta nêu mình tặc nguyện lên để người ta đưa Phật Pháp vào để nhìn được cái vô thường cõi đời có nhiều người khổ gì Để cho những người khổ cỡ mở tâm tư Cái thân tạc nguyện của mình mà lại giúp cho người ta cỡ mở tâm tư thì mình cũng có duyên có phước Còn có người mình mang cái ngã buồn khổ ngại ngùng Đau khổ mà ngại mà sợ người ta biết Mà ai hay tên này tuổi đâu nhưng mà cái tâm đúng là kiêu ngạo Cái tâm ngã mạn Cái tâm nhỏ bé nên khổ đau duy trì giữ gìn mãi mãi triền miên khổ đau không dứt thấy không rõ ràng luôn xanh cái tâm kiêu ngạo quý vị cứ nghĩ người ta nói đó là nói đúng ngay mình là mình mắc cỡ sao mình không nghĩ rằng cái câu chuyện là câu chuyện ở đâu mà tự nhiên Dính chính ngay mình để mình sửa nghĩ gì đi nó hay biết mấy vì người ta có nói tên tuổi mình đâu mà người ta kể câu chuyện khi nó cũng không ngay hoàn toàn cái chuyện của mình nó điều chỉnh lên chút nên những đức mong quý vị nghe một pháp Tâm lượng bị mở rộng ra một chút Thì bị tu học nó có kết quả lớn Kinh vô lượng thọ nhắc rõ ràng Lúc còn sống mà mang tâm báo thù Mang tâm thù hẳn Dù là giả tâm đi chăng nữa Nó giả cái tâm đó Thương hận hận thương Giả giả, thật thật Nhưng khi chết rồi nó thành Đại hận đại thù, đại quán, đại nghiệp Đời đời kiếp kiếp Quay quần Báo thù nhau nên mình quá giải khi còn sống đi Quá giải khi còn sống đi vị Nhớ đó ừ. Cái gì nó cũng có nhân có quả Nên như Đức Thường nói rằng Thiếu nợ thì trả đi thang vang làm gì Còn trong kinh Phật nói rằng Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này Muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này Nên phải quá giải cái tâm Thì nó mới được Cái tâm mà không quá giải thì chịu thua Tâm mà không quá giải thì chịu thua từ cái trộm cấp, từ cái tham lam từ cái mắt của đều là do nhân quả hết nhưng mà tôi không ngày kể có câu chuyện cái ông này ông để một khối tài sản lại cho con chó ông người ta hỏi vậy thì ông này thác sinh ở đâu là súc sanh còn có câu chuyện ông chồng cũng nói bà vợ của ổng thương hai con chó còn hơn thương ổng vậy cô xin hỏi thầy nhân quả gì những đức nói chắc hai con chó đó, chắc nó đã từng có nhân viên thân thiết với ông ấy lắm bây giờ nó đầu thai làm súc sanh nó chiêu cảm với nhân viên nên bà mà thương hai con chó hơn ông không phải thương ơn ông đâu nhưng mà vì được ông rồi có ông rồi bây giờ đệ đại đó cũng có bây giờ gặp nhau thì đấu khẩu thôi chơi với hai con chó nó không có đấu lại nên thương hai con chó nhưng đức hỏi chó đực hay chó cái ông là hai chó đực nhưng đức nói chắc hai con chó đi chồng bảo nhiều đời nhiều kiếp nó chồng bà ấy. bởi vì bà thương hai con chó này hơn thương ông có những con người, con người đến với nhau Đấu khẩu quý vị Tránh nhau luôn Còn hai con chó, hai con mèo, hai, hai con gà, con vịt gì Nó đâu đấu khẩu với mình đâu nên thương nó Lấy nó để mà tiêu khiển thời gian Ví dụ như mình thương cái loài súc sanh Mình dạy nó niệm Phật, mình đeo máy niệm Phật rồi cho nó Để mình mong nó thoát đi cái tâm súc sanh Cái đó là tình thương thật sự quý Tại vì nó có nhân duyên với mình Từ ông bà cha mẹ hay vợ chồng Con cái Còn bây giờ mình thương mình dính mắt nó Mình không tu là mình đi vào lòi súc sanh luôn Còn giữa con người đến với con người với nhau Là vợ là chồng mà không chịu thương nhau Mà đi thương con chó Nhiều hơn vợ chồng Đúng là ý nghĩ vô cùng sai lầm Dù là có học thức học vị như con người Đúng là quá tệ Quá dở không có góc độ nhưng mà tôi không người kể cái ông đóng giàu thiệt giàu mà ông để tài sản đó cho con chó cái người đúng là quý vị coi có học vị có học thức vô cùng mà ngu si đến mức gì con chó sao nó xài tiền được mà để cho nó mà con chó này cái phước báo của nó hưởng được là do nhiều đời nhiều kiếp của nó có tiền mà nó không giúp đỡ ai không bố thí cúng dường mà bo bo giữ gìn nên còn cái phước duyên đầu thai làm súc sanh Súc sanh có phước Nên bây giờ cụ cải này đưa lại cho nó Nhưng nó cũng đâu có xài được đâu Tại vì nó có cụ cải nó không bao giờ xài Không bao giờ giúp người không làm việc thiện Nó ôm chắc rồi nó chết đi Rồi nó còn cái phước của nó Mà cái phước không có Sử dụng được nên đầu thai làm súc sanh có phước Nên cái ông này ông già Ông để tài sản lại cho nó Nhưng nó có xài được đâu Bây giờ tài sản của cả nhà cửa mình có mà người ta ở cái này cũng vô ích thôi Đi nghĩ đi Cực khổ gian lao Giữ gìn bản tâm Mà người ta thì dùng Do gì mình có tiền bạc của cải Mình không biết bố thí cúng dường Mình bo bo tham lam tình chất nặng nề Nên đa phần chết làm súc sanh hết Giống như thời Đức Phật còn tại thế Có cái bà nào phải giàu thiệt giàu Bà chôn vàng ở dưới cái sàn nằm bà Khi bà chết bà làm chó và giữ cái sàn nằm Thấy chưa thế đáng sợ chưa? Đó. Nên vợ chồng đến với nhau làm tấm gương hạnh phúc để cho con cháu nhìn đó để học theo. Mình là người trí thức, mình là người có địa vị xã hội, có học thức, học vị. Tại sao mình lại cái lối sống của mình còn thua? Cặp vợ chồng tay lắm văn bùn, thua những người bán hàng rong có những người có giàu có điều kiện có địa vị đấy vị mà vợ chồng thì lại nghinh bật với nhau kênh với nhau lại vui chơi với loài súc sanh nó thua Nên không nghe Phật pháp đúng là thiệt thòi ngay trước mắt những bài chia sẻ này vì coi nó nó cỡ mở rộng ra vì chia sẻ rộng ra để có nhiều người dính á thường sống với nhau có mấy mặt con rồi mà làm ông bà cha mẹ người ta rồi Vậy mà không chịu nhìn lại cái hành động và Cái hành vi của mình để điều chỉnh cho tốt Để cho con cháu cười chê Mình sao mình dạy con cháu được Mình làm ông bà cha mẹ người ta mà mình lại sống Không hiểu đạo đức Sống không hòa thuận làm sao dạy con cháu được Cái gốc cây đã hư rồi cành lá quá quả Làm sao tốt được quý vị Nhớ Nên con người sống như con người căng Sống hòa thuận có những sự gì đụng chạm nên cỡ mở ra càng sớm càng tốt Nhưng bài chia sẻ một pháp như Đức nó gần gũi lắm quý vị Nó rất là gần gũi luôn Khi quý vị đi về chùa tu có những câu như Đức á, Nhắc nhở chút như Đức cũng la lắm chứ không phải giỡn đâu Nhưng mà những Đức là gầy như Đức chỉ Nhờ gì mà bao điểm chùa mà nó mới được bình yên nó ổn cái gì mình nói rõ ràng cho người ta nghe Đừng có gây mang cái tâm quán hạn Để trong lòng thà cái gì nói ra nó cởi mở tâm tư nó hay hơn để trong lòng nó có thành thành quán thù lỡ chết xong nó thành đại quán đại hạng đại thù đại nghiệp <laughs> đời đời kiếp kiếp trôi lăng đọa lạc dầm luôn không? cho nên những cái điều như nó chia sẻ đây nhiều người ai dính phải sửa đi nhớ làm ông bà cha mẹ người ta đừng có mang cái tâm giận hờn vu vơ để cho con cháu nó cười chê mình con cháu cười chê mình Nghèo chưa đáng sợ Xấu chưa đáng sợ Bệnh chưa đáng sợ Sợ nhất là quán thù để trong tâm Đọ lạc trầm lưng không có Ngày ra khỏi Nên mình là người Sống trong cuộc đời này Thời gian sống ngắn lắm quý vị Nên chăng quý lúc mình còn sống với nhau đi Đừng có vu vơ giận hờn Chết rồi bây giờ mong mỏi sống lại cũng đâu được đâu Nên người trong chùa mình thương yêu giúp đỡ nhau là gì Họ được nhắc nhở rõ ràng được gặp được pháp môn tịnh độ Mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật cầu sanh cực lạc Mình nghĩ tương lai mình là, chúng sanh ở cực lạc kìa Chứ đâu phải mình ở cõi này đâu Nên mình nghĩ mình ở cực lạc là Mình khoan dung mà mình tha thứ cho ta hết Nếu như mình nghĩ mình ở cõi này Thì mình cũng có tồn tại đâu mà ở cõi này dù là mình có địa vị mình có tiền bạc mình giàu sang nhưng mà mình có mình có có thể sống hoài ở cõi này không Bầu hơi thở thở ra không hít vào cái gì có của mình đâu Nên quý vị biết rằng có những người, người ta giàu sang của cải nhiều Mà người ta đã không bao giờ làm thiện Khi chết đi có cầm theo được gì đâu Như câu chuyện như Đức kể đó Cái người ta kể như Đức nghe đó Có cơn ngàn tỷ gì mà chết xong rồi là có cầm theo được gì đâu Nên có người sống trong cuộc đời này như Đức thường nói với các anh em trong chùa và phật tử những gì mình làm được trong cuộc đời này cố gắng làm nỗ lực làm đi xong có khúc người có lúc mình có những lúc mà mình Thượng duyên có những lúc mà mình đủ duyên gặp thờ của mình mình cố gắng nỗ lực mình làm việc thiện việc tốt đi khi mình hết thờ sao mình làm nên như đức nói chùa chiền bây giờ rộng rãi thênh thang gì cho người ta ở tu để chi để mình tu phước tu duyên qua đời mình có biết đâu người ta có cái nhân duyên để mà người ta cho người khác tu được không quý vị coi đâu phải ai cũng rủ người ta về tu ào ào được đâu nó đơn giản có khi người ta xây chùa bao lao vạn trượng mà có ai về tu đâu có những người có duyên xây chùa nhưng có những người có duyên rủ người tu rủ người về tu mọi cực nó có nhân viên khác nhau quý vị nên mình sống trong cuộc đời này Cái việc tu phước duyên là cái việc cực kỳ quan trọng Tu duyên với con người cực kỳ quan trọng Thương yêu giúp đỡ đó là duyên với con người lớn Người gặp mình là thường vui vẻ quan hỷ Đó là duyên phước lớn Còn người gặp mình mà lo âu sợ hãi Là duyên phước mình mất đi Người ta gặp mình người ta sợ hãi người ta lo âu Thì duyên mình đâu có đâu với công chúc Nên mình là người niệm Phật Nhân duyên của mình học theo cái danh hiệu Phật Quan Hỷ. Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Đức Phật Quan Hỷ. Vô lượng Quan Hỷ. Nên mình niệm ai với Đạo Phật là mình niệm cái quan hỷ Con người mình phải thường quan hỷ Gương mặt tươi vui gặp người biết chào ai với Đạo Phật Đó là quan hỷ nhất Duyên phước mình sẽ trồng Đời đời kiếp kiếp mình độ sanh tiện bề Có người đi theo mình Còn nếu không ai đi theo mình không ai theo mình hết. Dù mình có cảnh giới, mình có nhà cao cửa rộng, mình có địa vị nhưng không ai theo mình. Vì mình không có duyên với mọi người. Khi mình đã không có duyên với mọi người, sao độ mọi người đây? Nên trong nhà Phật nói độ người có duyên là gì? Nên người ta nói chuyện đơn giản mà người ta nghe là gì? Người ta có duyên. Còn mình nói chuyện hay mà không ai nghe là do mình không có duyên. Đó. Nên đại lão là Tượng tình không. Ngày thỉnh hỏi thầy Lý Bình Nam. Nhân duyên giảng pháp Nghe nhiều nghe ít là như thế nào Thầy Lý Vĩnh Nam ngài nói Dù người này giảng dở nhưng mà có duyên người ta vẫn nghe đâu Người này giảng hay mà không có duyên Người ta chẳng không nghe Nên giảng pháp quan trọng là Tu duyên tu phước Ca sĩ cũng vậy nữa Nếu mình là một con người có duyên với công chúng Mình hát dở người ta cũng nghe đâu Mà mình Không có duyên công chúng Dù hát hay cũng không 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 ai nghe nên cái đặc biệt của tu sĩ và ca sĩ cho công chúng là mình biết cái chỗ này mình nên hát bài hát nào mình biết chỗ này mình nên giảng sao mình nhìn nhận được con người ta đang càng nghe cái gì để mình mình đưa ra đúng vì mình lấy chùa mình biết là chùa chiên là phải hát làm sao để đúng tông như chùa mình là như đức nắm rõ nhất nè ca sĩ mà như đức đưa ra bài hát mà học đi thuộc đi mà hát là ngay bon liền cứ nếu mà ca sĩ mà lại chùa mình hát mà hỏi như đức là thầy ơi thầy coi bài hát nào thầy chỉ cho con đi rồi con cố gắng con học thuộc chứ bị là vì hát là vì nổi bật là chắc chắn nổi tiếng luôn vì cái lượng phật tử chùa mình đông quá cái lượng công chúng chùa mình đông quá hát một cái là vô liền ngay bon bây giờ công chúng có đông cỡ nào mà vì hát mà nó không vô ngay công chúng thì nó cũng khá thất bại nên những đức giảng pháp cho chùa Nhà chùa Phật tử đồ nghe quen à Những đức biết cái văn tự nào phù hợp cho họ nghe Chiên tải văn tự đó là thành công Rồi chùa mình những đức lại là người đơn giản Nên người ta lợi chùa mình Người nào cũng đơn giản bình dị là quý vị được ta tiếp nhận cao Còn lợi mà cao xa Phù phiếp là người ta không tiếp nhận quý vị Tại vì cái nơi này cái nơi hóa độ của cái người này nên ảnh hưởng cái người này mà người này là đơn giản thì mình phải cực kỳ đơn giản thì nó cùng tâm với người này mình mới thành công gọi là biết được thiên thời địa lợi nhân hòa người như vậy mà người đi đến đâu thành công đến đó nhớ nên có người ta bây giờ dù trong ngoài đời người ta có thông minh cỡ nào nhưng đối với phật pháp người ta văn tự người ta không hiểu nên mình giảng pháp mình giảng cực kỳ đơn giản Bình dị đi vào lòng người là nổi tiếng Nói những văn tự đơn giản Dễ nghe dễ hiểu Thì ta tiếp nhận mình Nên pháp môn tịnh độ này quý vị Gặp được là chăng quý lắm Đây là pháp môn đại tù thắng Mà mười phương chư Phật Tán thắng mà Danh hiệu ai gia đạo Phật quý vị chăng thật niệm là nhân viên Phước báo quý vị phát triển lớn Quý vị tự nhiên phát sinh trí tuệ nhiều việc quý vị tự biết cái cõi đời này hơn thua đấu đá được cái gì Bao nhiêu chuyện ở trong cuộc đời này Mình hơn thua đấu đá được cái gì Nên mình chăng thật cố gắng mà niệm Phật tu hành Gây dựng tính nguyện đời này phải gì cực lạc Nhớ phải gì cực lạc Chăng thật siêng năng niệm Phật đi Người mà lười biến niệm Phật là bỏ vô lượng châu báo Người mà siêng năng niệm Phật là có được vô lượng châu báo Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng lễ Phật một lễ tội diệt hà xa hãy chăn thật niệm phật buông xuống những cái tâm hận thù đòi nợ báo thù giận hờn vu vơ buông xuống đi nhớ hãy quá giải lúc còn sống đừng nên để chết rồi thành đại thù đại hận đại quán đại nghiệp đỏ không có ngày ra có một cái cô của nói ông chồng con nói con á con kênh là ổng luôn thầy nhà đức nói khỏi con nếu thật sự cô muốn giảng sanh cực lạc khỏi cần đi Khỏi cần ta đây làm chi cho nó mệt Cô hãy giữ cái tâm cô cho nó an lạc vui vẻ Tự cô sẽ điều chỉnh ông Hẳn thù chi cho nó mệt thêm Ra vẻ này ra vẻ làm chi cho nó mệt thêm khỏi đi Chúng ta nên sống thật lòng từ tâm mình đi Người ta vẫn thấy tôn trọng quý mến và gần gũi Nên mọi Phật tử đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật Chiên năng niệm Phật bấm số niệm Phật nhé. Mót câu Phật hiệu đi, cứ chân thật niệm Phật đi. Cái cõi đời này vô thường bất tử lắm. Những việc gì thiện tốt làm được cứ làm đi. Những gì lợi ích được làm đi, những gì tu phước tu duyên được làm đi. Cái quan trọng là tính nguyện niệm Phật, gây dựng cho cực kỳ mạnh. Tin con niệm Phật là Phật rước con, con luôn luôn tin con niệm Phật Phật rước con. Cứ như vậy mà niệm Phật. Mình cứ luôn luôn tin rằng con niệm Phật con tin Phật rước con cứ tin vậy đi. Thì chắc chắn khi thọ mạng đến, quý vị niệm Phật Phật sẽ tiếp dẫn cái vị về cực lạc trong cái cõi này mình mang cái tâm hận thù nhau nếu mà trong cái cõi này mà không cởi mở ra thì qua đời sau nó trở thành đại quán nên mới khuyên mình là lời nói sắc mặt thường phải ốm hòa Nên đời này mình phải tính nguyện niệm Phật Để sanh cực lạc Nên Đại Lão ở Thượng Tình Không này nói rằng Nếu bạn không sanh cực lạc Thì bạn đọa địa ngục Mà đọa địa ngục rồi Mà nó còn phải gặp nhau Khi mà tái sinh cái cõi ta bà này Phải báo thù nữa chứ Kinh khủng không Chưa xong Lục đạo lưng hồi đáng sợ lắm nên tất cả những người mà có tâm bực bội, khó chịu, sân hận, báo thù không vừa lòng không vừa ý nhau chúng ta cỡ mở trong đời này đi cởi mở là từ ngay cái tâm của mình nữa vị bản thân mình cỡ mở đi dù mình xin lỗi họ hay là mình giải hòa với họ rồi là xong còn họ còn hạng thù gì mình đó là chuyện của họ tại vì hai bên chụp lại nha nó mới dính chứ một bên chụp bên bên buông thì nó cũng ruột không à, nên nó không có gây dựng được cái quán thù thí dụ như một con người có tâm địa ác thì cái ác nó chiêu cảm đến nó phù hợp gọi là nhân quả còn một con người mà có tâm địa thiện thì cái ác có đến nó cũng không phù hợp nên mỗi một con người mình khi mà cái quả báo ác đến với mình là chắc chắn mình đã từng gieo cái nhân ác. Bây giờ cái quả báo ác nó mới đến được. Chứ nếu như mình đã chưa từng gieo nhân ác thì không bao giờ quả báo ác đến với mình. Nên mỗi người sống trong cuộc đời này từ bạn bè, anh em cha mẹ, con cháu thầy trò phải gỡ cái tâm mà không vừa lòng không vừa ý và hận thù ra vì sao nếu như cấu kết thì qua đời sau trở thành đại quán đời sau là đời nào quý vị là quý vị vừa chết đi <laughs> nó trở thành đại quán vừa chết đi nó thành đại quán nhớ nha Nên cái đoạn văn này nhắc nhở cực kỳ quan trọng Phật khuyên mình không được chống trái Là giống như bất hòa tư tưởng Không nên Nếu mà có xích mít Tâm sanh giận hờn Có nghĩa là chỉ giận hờn đời này thôi quý vị Giận hờn đời này thôi thì qua đời sau chuyển thành đại quán nó cỡ mở ra đi như vợ chồng rồi sống với nhau được Mà thương nhưng mà Là vì cái ngã mà mà buồn mà giận Gặp nhau làm bộ tránh né rồi Ghét nhau Nhưng mà đi đâu vắng cái là bắt đầu nhớ Thương Nhắc nhở Mà khi gặp thì giống như là buồn giận Ghét Cái tâm này nhưng mà nó qua đời sau trở thành đại quán ấy vậy Nhớ nha qua đời sau thành đại quán <laughs> Nên mỗi người mình á, Cỡ mở càng sớm thì càng tốt Cỡ mở càng sớm càng tốt Nên Pháp Môn Tịnh Độ này hay lắm Câu vật hiệu đi đứng nằm ngồi thường niệm Thì nó gỡ những cái phước mắt trong lòng ra nó gỡ những cái tâm mà báo thù ra Nhớ. Còn có người mình niệm Phật giết từ từ Rồi cái tâm ích kỷ từ từ nó mắc đi Cái tâm nhỏ nhoi Từ từ nó mở rộng tâm lượng ra Mà có người mình như vậy Thì bắt đầu sắc diện mình càng ngày nó càng tốt Dù là mình có xấu cái nào xấu Nhưng sắc diện mình càng ngày càng tốt Nên Phật Pháp hay lắm Phật Pháp cứu cuộc đời chúng ta Mọi người chúng ta nên chăn quý Phật Pháp Nên mỗi một người mà nghe những công đoạn này rồi Bây giờ mà có tâm hờn dặn Hẳn chấp gì cỡ mở ra liền đi Lời xin lỗi hoặc lỡ nói tu sai rồi Xin lỗi rồi xong Cỡ mở Họ không cỡ mở kệ họ Không cỡ mở kệ họ tâm mình cởi mở rồi Hoặc là mình đã từng hạn thù ai Dù là không gặp mặt Nhưng mà tâm mình bây giờ giải tỏa rồi là xong Mình là mình niệm Phật Khỏi cần gặp cũng được Mình cởi mở rồi là xong Quý vị tin không Quý vị chỉ cần cởi mở khỏi cần nói Khỏi cần gặp mặt Nhưng mà nó cũng tự bên kia cởi mở luôn Tự bên kia cởi mở luôn có những cái quán thù mà cũng không, không cần phải gặp nhau để giải tỏa, bởi vì chỉ cần nghe qua Phật pháp, bởi vì tự giải tỏa đi, bởi vì tự giải tỏa rồi vì siêng năng niệm Phật đi đứng nằm ngồi này, niệm Phật, <laughs> bởi vì nghe pháp, mỗi ngày cởi mở tâm tư vì vui, tự nhiên quá giải quán thù, tiêu trừ nghiệp chương nên là tối những Đức chia sẻ cái bài pháp mới đại tùng lắm. Đức có nói Phương pháp nào Tu hành mau tiêu nghiệp Chữ nhẫn Ngay chữ nhẫn mau tiêu nghiệp Thí dụ như mình sống trong cuộc đời này nghe quý vị Mình gặp một cái sự trở ngại gì Mình chỉ cần Nhìn nhận sâu sắc kiên nhẫn vượt qua Là quý vị trở thành người có bản lãnh Có bản lãnh Mỗi khi một kiếp nạn nào Đến với mình Mình vượt qua Là mình tăng trưởng cảnh giới tu lên Giống như quý vị chạy xe vậy đó Mà quý vị chạy đến một cái góc cao Thì nó sừng 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 Nhưng quý vị cố gắng bị vượt qua Thì quý vị xuống góc Nó rất là dễ dàng Xuống cái dốc không dễ dàng Còn bây giờ mình đi đến cái góc cao mà mình không chạy lên nữa Mình đi xuống lại Thì mình thất bại Nên trong nhà Phật có câu nói Nhẵn nhỏ thành tụ nhỏ Nhẵn lớn thành tụ lớn Không nhẵn không thành tụ Không nhẵn không thành tụ nhé Nên mỗi người mình phải nhận thức được Tu hành mà mau tiêu trừ nghiệp chứ là từ chữ nhẫn thí dụ như hai người đụng đầu thì nó chảy máu mà một người đụng một người không đụng sao nó trúng được mà chảy máu dùng hai con trâu nó đụng lại với nhau bể đầu chảy máu hai con bò nó đụng lại nhau bể đầu chảy máu Giống như chạy xe ngoài đường xe rất là nhiều nhưng mỗi người có góc độ chạy Không ai đi đụng nhau, đụng nhau là thiệt thòi Hai bên đều thiệt thòi, đúng không? Vì xe, bò, châu nó còn biết tránh nhau Vì thì có người mình đi đụng đầu nhau chứ Không lẽ mình đi thua Những cái lòi đó dụ như hai đất nước mà chiến tranh thì hai đất nước cộng thất hết mọi vị thấy từ xưa tới nay quý vị coi lịch sử thế này nước nào mà tự nhiên đi khai chiến với người ta không chịu lo cái đất nước của mình cho tốt mà đi khai chiến với người ta vì thấy cuối cùng người đất nước đó cũng có được gì đâu dù là một nước mạnh cuối cùng cũng phải đuổi về nước người ta cũng đánh ra đuổi về nước tại mình làm vậy là mình đi ngược cái lòng chờ mỗi một người có cái lãnh thổ của mình trong cái lãnh thổ đó nhiều người sống mỗi người người ta có ông bà tổ tiên người ta ở dùng đó mình lỡ mình muốn chiếm đoạt cái lãnh thổ của người ta đi ngược lòng chờ đã là đi ngược lòng chờ thì tự tổn hại Nên mỗi một con người Sống cuộc đời này Phật dạy mình nhắc mình Tham là tham Có những cái mình đã được rồi Nhưng mà mình lại không biết trang quý Mình mắc cả trì lắng dài luôn Có người, người ta chỉ cần biết đủ Như những đứa coi những câu chuyện Có khi những đoạn phim Những đứa coi Họ chiếu Họ cho mình coi mình Nếu nhận thức được mình học được liền hay Là một cái chức phận Giữ người ta ăn cấp Nhưng được trên bao nhiêu người Vậy mà không biết đủ Muốn tranh giành cái chức trên nhất Cuối cùng không được cái chức trên nhất Lại bỏ mạng luôn Hại luôn người thắng bên cạnh hại luôn gia đình mình coi phim mình cũng học được quý vị thiện và ác thì học được liền vì sẽ chọn thiện hay chọn ác nếu như cái người có góc độ thì bị vị... coi phim thì cũng học được nhân quả chắc chắn vì nhân vật trong đó có thiện ác người săn hận người vui thì thấy rõ ràng không cái người thường săn hẳn ít ai muốn gặp cái người mà vui nên nhiều người muốn gặp đi coi đúng không Nên mình Là người học Phật mỗi một Cái giai trò mình học được Tham là tham vốn liếng Khi mình có một người bạn Được rồi Nhưng mà mình muốn giao du tùm lum Cuối cùng mình mắc luôn bạn Mắc tất cả Thiệt thòi lại chở đi cho mình nên mỗi một con người chúng ta học Phật phải dùng cái trí tuệ mới nhận thức được cái việc làm của mình. Thì mình sẽ có rất nhiều thứ. Còn nếu không mình sẽ mất cả chì lãng chài mất tất cả, cả. Nhớ nha. Những việc này quan trọng lắm quý việc Càng tham thì càng thăm mà không biết đủ. thăm là bản thân mình cũng khổ. Bản thân mình cũng khổ Những Đức hôm qua ngồi nói chuyện Ở bên chùa mới Đức nói một câu Mình còn trẻ đây là cơ hội Để mình tu phước tu duyên Xong có khúc người có lúc Mình có những lúc mình làm được Thiên thời địa lợi nhân hòa mình cố gắng làm đi Những Đức nói cái người dạy khờ là cái người Mà khi mình làm được mà không chịu làm <laughs> cái người thông minh khi mà mình gom tiền được mình kiếm tiền được nhiều mình kiếm được mình giải rộng ra cho nhiều người được lợi ích thì cái phước báo ấy bị kiếm hoài cũng hết Tự đến với bị luôn còn khi làm việc thiện có duyên làm thì nỗ lực làm việc thiện nên làm đừng nên dừng lại việc thiện mà có những người lạ tay họ làm việc thiện họ sợ Họ sợ làm việc thiện này Nhiều quá quả tay đến Dù có quả tay đến Đó cũng là một phương pháp tiêu nghiệp Nó dập cái vị chỗ này Cái vị sẽ có chỗ kia còn dữ hơn Còn có những người Muốn giữ cái cảnh giới mình được bình yên Tồn tại lâu dài Mà cuộc đời họ không làm được những việc gì hết lòng Hết dạ vì thì cuộc đời của họ cũng sống một đời đi qua vô nghĩa <laughs> Một đời đi qua vô nghĩa Nên những đức nói rằng cái việc ác Mình nên chấm dứt Việc thiện Dù bỏ mạng cũng nỗ lực mà làm Việc này là ít mà Này là việc thiện, việc tốt Mình có duyên làm được mà Nỗ lực mà làm Đừng nên để lú qua uổng lắm cực kỳ uổng luôn nhớ nên những đức hồi xưa trên đà lạt 5 năm thì nó nắm bắt cơ hội cho người ta ở quá trời luôn ta tu năm năm sau đưa tiễn như đức đi xuống đây cảnh giới nó còn rộng hơn mắt đầu này nó có đầu khác còn dữ hơn nữa quý vị Thành tụ còn thù thắng người xưa nói câu hay hầm chết để da người ta chết để tiết mình sống mình chết mình cũng để lại một cái gì đặc biệt trong cuộc đời ông đó còn sống ở thế gian thương người giúp người nhiệt tình hết mình chắn đặc biệt hơn là bảo thủ bảo thủ khi mình chết rồi cũng uống một đời của mình người sau khi cũng không làm được gì nên chùa chiền nhà cửa rộng bao la Cho những chúng sinh họ tu tập đi Đó là cái âm đức của mình cực kỳ lớn Người ở Thì nên cho người ta ở đi Đừng chờ người chưa đến Hãy cho người có duyên đến ở đi Khi vàng này qua đi người mình quen đến ở họ có phước duyên tự họ sẽ có ai mà đi đợi cái người quen chưa đến biết khi nào họ đến dù mình không quen nhưng mà người ta đến cũng như người quen mình người quen mà không đến cũng như chưa từng quen phật pháp áp dụng theo cái tùy duyên gì cực kỳ hay mình đâu có đi kéo người ta đâu mà người ta đến mình làm được cứ nhiệt tình mà làm đi Một đời có người đi qua mau lắm quý vị. Làm việc thiện mà cứ lo sợ được mắt thì con người này không phải thiện đâu quý vị thật sự. Giúp cho người niệm Phật việc này chắc chắn quý vị không bao giờ sai, chắc chắn quý vị luôn. Đại lão và thượng hư văn khi ngài hành đạo ngày tu cái đạo tràng của Ngài giảng kinh thuyết Pháp Vừa khởi xướng một chút Người ta muốn hại Ngài Ngài vẫn biết ta muốn hại Ngài Người này mang bầu Đi ngang cửa chùa xỉu Ngài cho người đưa vô chùa Nhiều người đi tử cản lại Ngài nói ông đã tu bao nhiêu năm nay ông là người học phật tâm từ bi ở đâu thấy người ta té xỉu nhưng mà không giúp người ta mà lo sợ gì đem vô chùa cứu giúp cuối cùng ngay cái giờ ngày giảng kinh thì có một người đàn bà đau đẻ kêu gào la lối thính chúng nghe nghĩ ở trong chùa này thì chùa sống với phụ nữ có bầu đẻ con trong chùa đứng lên đi gì hết chứ <laughs> nhiều đệ tử nói rằng con đã cản thầy rồi mà thầy không nghe con ngài hư văn này nói một câu thịnh si là lẽ thường trong cuộc đời này có khi thịnh rồi nó si mà niệm niệm gì người si rồi nó thịnh lại còn hơn lúc thịnh nhưng tức nghe qua Ngài Hư Văn này nói một câu Cực kỳ hay Xong Để xong bỏ đứa nít lại trong chùa Nhiều người đệ tử không có ẩm đứa bé đi xin sửa Ai cũng mất cỡ Ngài Hư Văn là bậc cao tăng Ẩm đứa bé đi xin sửa Bị người ta lấy đất lấy đá ta liền Ngài như vậy mới là cao tăng chứ hài hòa tinh sâu nhân quả đúng là bậc cao tăng rõ ràng còn mình bây giờ thường làm việc thiện gì cũng lo trước lo sau lo được lo mắt cứ sợ bản thân mình bởi vì mình là phú tăng không phải cao tăng mà là phú tăng có tiền bạc vật chất nhiều nên thành chữ phú sợ tổn hại mình nên mình không phải cao tăng nên khi mình có duyên làm được việc thiện việc tốt cái nhiệt tình hết mình mà làm đi cuộc đời có người mình dù có gặp nạn gì người ta cứ vẫn nhìn ra mình sống trong cõi đời này mà thịnh si là lẽ thường nạn đến nạn đi nạn đi nạn đến chuyện bình thường nên những nhân viên làm được thiện làm được tốt cố gắng mà làm hoàn cảnh rộng rãi bao la đời của mình cho người ta được ở đó là hạnh phúc lớn nhất qua đời mình biết có người ở hay không đời của mình còn quy tụ được có người qua đời mình người ta có duyên quy tụ có người hay không quý vị sống trong cuộc đời này trong tam bảo thì cũng thấy rõ ràng nó với gặp người ta cái người đó là có duyên họ mới quy tụ được con người nếu như dù mình có đi tử nhiều mà không có duyên cũng uổng công vô ích à dù cho hoàn cảnh nó có rộng rãi lớn lao cỡ nào thì nó cũng buồn tanh là quý vị à. vắng vẻ như chùa bà đánh như. không ai đến phật độ người có duyên có duyên mới độ được nên lúc mình còn tại thế cơ ngơ mình tạo ra Người ta được về tu Đây là cái duyên phước cực kỳ thù thắng mừng Khi mình tạo ra một cơ ngơ Của bá thánh Cúng dường Thập phương cúng dường Tạo ra mà có người ở tu Mừng Vì <laughs> nhớ Vì tạo ra một cơ ngơ Như một ngôi nhà mà không ai ở Thì trở là nhà quan Vì tạo ra một ngôi chùa mà nếu không có ai ở Thì cái công xây chùa bị không có công Chỉ có phước hữu lậu Không có công Nhớ Tại vì sao vì bị tạo ra Mà không có ai ở tu Không có người tu Từ khi bị có không có duyên Thì không nói Nhưng nếu mà có duyên Mà không cho người ta ở tu thì thiệt thòi là ngay mình Thiệt thòi là ngay mình phải nhớ Nên mỗi một người khi nhận thức được Cái cơ hội Mà mình tạo duyên cho người khác tu Đây là một cái nhân viên Thù thắng nhất trong nhà Phật giáo. Vì đừng bao giờ nói người ta khổ te tu Người ta chạy vô chùa người ta nương dựa Chưa chắc những Đức thấy rõ ràng hôm qua có hai bà cụ già Ở Kiên Giang mà đến chùa Cũng nghe như Đức giảng Pháp đâu Thích Đứa con đưa hai bà cụ lại đây Nhưng Đức vừa gặp hai bà cụ như Đức nói, Ở đây ở chặt chọi Tuy là ở đây nó bình an vui đó Nhưng mấy bà phải tập thời gian mới quen được nếu hai bà không kiên nhẫn là ở một ngày cũng không được nhớ nghe Rõ ràng chiều lại hai bà lợi sinh về luôn Đứa con đưa về luôn Từ Kiên Giang lên đây buổi sáng Chiều đưa hai người mẹ về Thấy chưa Không đơn giản Nên vị nghe nhà đức giảng vui được ở nhà Nghe đồ vui rồi niệm Phật đồ Ngon lành Nhưng quý vị đi lên đến chùa vì ở là một vấn đề nữa đó Vì nơi đông người Phòng đây nhà hệ sinh đằng kia Hoặc là một cái phòng của một cái nhà hệ sinh Mà sáu cái người ở Đâu phải như nhà vậy đâu nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá đó chứ Khi ở trong chùa được Thì sau này người ta hộ niệm cho mình Duyên phước của mình độ con cháu mình dễ hơn Nhưng mà không kiên nhẫn sao ở được Không kiên nhẫn sao ở được Đó nên như Đức nói rõ cho bị nghe đó Chứ không phải như Đức nói đây ngon đồ này kia đâu Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ Nên nhà Phật nói là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ Nhẫn lớn thành tựu lớn là gì Không nhẫn thì không thành tựu không kiên nhẫn nên ai muốn đi đến đây ở phải nghe những đức giảng kỹ nghe nhưng đức chưa bao giờ nói ở đây hoàn toàn cái gì cũng tốt đâu nó cũng có những sự thử thách trở ngại vì đó. nhưng nếu mình tu mà không có thử thách trở ngại thì sao biết được mình có tâm tu hay không Đấy không nhớ nên đó, mỗi một cái tâm hận thù báo thù cỡ mở ra sớm đi dặn hờn nhau cỡ mở đi Tham lam lấy của người ta đừng nên làm Vì tham lam là quả báo nghèo đờ đờ kiếp kiếp Lấy của người ta cũng là nghèo đờ đờ kiếp kiếp Mà còn phải chịu quả báo đỏ lòi súc xanh Nhớ đó Nên tuyệt đối mình là người biết tu nghe đạo rồi không bao giờ lụm lấy của cải gì của ai Không có tâm lấy của lấy công của ai Nhớ không hãy nhớ đó mỗi ngày gây dựng tính nguyện niệm phật gây dựng cực kỳ mạnh đi đứng nằm ngồi ai gì là phật ai gì là phật ai là phật cứ niệm phật đi đem máy niệm phật này lúc nào cũng bật điều niệm phật niệm phật đi không niệm phật là cực kỳ thiệt thòi cho bản thân mình Người siêng năng niệm Phật là người cực kỳ thông minh Dù bất cứ kiếp nạn gì đến với mình Cũng nhờ cái công đức niệm Phật Mà quá giải kiếp nạn Bệnh đau kiếp nạn tai nạn gì Chỉ cần niệm Phật Mọi việc rồi sẽ qua Mình là người niệm Phật Ai gặp mình thấy quan hỷ Sống gần gũi với ai Người ta cũng cảm thấy không bực bội khó chịu mình Không thể nào tròn vẹn Nhưng mình cũng làm thẳng đáy lòng mình Cố gắng Pháp môn tình độ này hay lắm quý vị Phải gây dựng tính nguyện Niệm Phật cực kỳ cao Thì đời mình tu mới có kết quả Khi vị nghe qua những đoạn chia sẻ này Nhớ Lời nói sắc mặt thường phải ôn hòa Không được chống cháy nếu có xích mít tâm sanh giận hờn thì qua đời sau chuyển thành đại quán cỡ mở tâm tư ra vị niệm một câu vật hiệu đi quá dài nguyện tam bảo giang hộ chữ vị tính nguyện kiên cố niệm phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc chúc quý vị an lạc anh di đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ